Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Trước thực tế đó, Công an huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và chất kích thích, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường có nhiều hàng quán vào những khung giờ trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Lập Thạch đã tiến hành gần 200 ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm gần 600 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ gần 300 phương tiện và trên 260 bộ giấy tờ xe các loại. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Trong quá trình tham gia giao thông thì tôi là một người dân của trên địa bàn huyện Lập Thạch thì tôi luôn luôn là chấp hành theo đúng theo quy định của nhà nước là đem giấy tờ các thứ đầy đủ và thứ hai là thực hiện theo quy định là không uống rượu bia. Chúng tôi chấp hành là nghiêm cái việc là không uống rượu bia trong khi tham gia giao thông. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lượng người dân tham gia giao thông tăng cao. Do vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông như hướng dẫn phân luồng, chống ùn tắc ở các tuyến đường gấp khúc và đường khu trung tâm huyện, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông, nhất là các địa bàn trọng yếu thường xảy ra ùn tắc tai nạn giao thông. Công tác tuyên truyền gắn với xử phạt các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ được các chiến sĩ cảnh sát giao thông phối hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn thể ở các địa phương thực hiện sâu rộng, thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Trong ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này thì lãnh đạo công an huyện Lập Thạch và chỉ huy đội công an huyện Lập Thạch đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 trên địa bàn và đặc biệt xử lý các trường hợp là thanh thiếu niên lạng lách đánh võng và các xe quá tải quá khổ chạy trên địa bàn huyện Lập Thạch. Qua đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lập Thạch đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tuần tra kiểm soát trên địa bàn để phòng ngừa ngăn chặn những cái tình trạng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng. Lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng xử lý nghiêm các hành vi cố ý gây mất trật tự an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, thực hiện trực ở các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông để kịp thời phân luồng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ngành chức năng huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết và tổ chức các đợt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, dựng xe giữa lòng đường trên địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên vẫn tiếp tục tái diễn. Hàng ngày tại tuyến đường trung tâm thị trấn Hương Canh hoạt động mua bán, họp chợ trên vỉa hè và dưới lòng lề đường ở đây, mỗi lúc một đông làm mất trật tự an toàn giao thông. Người bán không những bày hàng trên vỉa hè, lòng đường mà còn ngang nhiên dựng các ô che nắng làm mất tầm quan sát của người tham gia giao thông. Còn người mua thì tùy tiện và vô tư dừng xe dưới lòng đường để mua hàng, càng khiến lòng đường của đoạn đường này thêm chật hẹp. Khi có các lực lượng chức năng, những người bán hàng nhanh chóng thu dọn và tỏ ra nghiêm túc chấp hành. Thiết nghĩ Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh cần có những biện pháp quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người khi tham gia giao thông.